Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện xử lý được 436 trường hợp. Năm 2022, toàn huyện Khoái Châu có 818 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp cần xử lý, trong đó có 336 trường hợp đủ điều kiện xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch và vi phạm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Còn lại 482 trường hợp phải giải tỏa. Đến nay, huyện đã tiến hành giải tỏa được 436 trên 482 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 90,4% so với kế hoạch năm. Như thị trấn Khoái Châu giải tỏa 32 trên 32 trường hợp, xã Liên Khê giải tỏa 109 trên 110 trường hợp, xã Tân Dân giải tỏa 50 trên 57 trường hợp. Đối với các trường hợp vi phạm còn lại, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các ngành địa phương tập trung xử lý triệt để. Đồng thời, huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, nhận thức cho các tổ chức cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền, nghĩa vụ sử dụng đất đai, không để xảy ra phát sinh mới, tái vi phạm.